Hello, chúc mừng năm mới nha. Ok các bạn ơi, thì một năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Thì anh cũng xin có lời chúc tới tất cả các bạn và toàn thể gia đình sang một năm mới có thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý các bạn nhé. Ok thì đây là video đầu tiên của năm mới 2022. Thì cũng muốn dành cho tới các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Và anh cũng thông báo với mọi người là cũng có cái dịp khuyến mại đầu năm các bạn nhé. Đấy, thì cái khuyến mại này thì anh sẽ áp dụng cho một tháng đầu năm, hết tháng giêng nhé. Áp dụng đến hết tháng giêng các bạn nhé. Bạn nào mà chưa biết tháng giêng và tháng gì thì các bạn thì tức là những bạn nhỏ ấy, các bạn chưa biết tháng giêng và tháng chạp là gì thì nó luôn là tháng giêng là tháng 1 âm lịch các bạn nhé. Nó là tháng 1 âm lịch, tháng chạp tháng 12 âm lịch. Đó, thì mình sẽ khuyến mại hết tháng giêng tức là hết tháng 1 âm lịch theo cái lịch ăn Tết của người Việt Nam ấy. Đó, thì ok thì khuyến mại những cái gì? Này, về cái giá thì nó gần như vẫn như vậy. Giá thì gần như vẫn như vậy. Có những bạn nào mà gọi là khách hàng quen thuộc thì mình có thể giảm đi một chút, giảm một chút về giá. Còn và cái khuyến mại thêm đó là anh sẽ vẫn sẽ bao ship toàn quốc cho các bạn này. Đấy, và thêm nữa là cái quả cái nhé, quả cái ở trong tháng riêng này các bạn đặt hàng thì tất cả các bộ quả cái thì anh sẽ đều tặng các bạn cái đai đồng nhé các bạn nhé, anh sẽ tặng các bạn cái đai đồng. Đấy, bình thường như trước thì chỉ có những cái bộ to thôi, bộ to nó khoảng hơn triệu, triệu rưỡi 2 triệu thì anh mới khuyến mại cái đai đồng. Còn bây giờ thì tất cả các bộ nhé, cả những bộ đây 20 thì 25, 30 đấy, đều khuyến mại tặng đai đồng các bạn hết nhé. Đó, đó là cái khuyến mại riêng về cái nhân dịp Tết này. Đấy, còn cái về cái giá thì gần như là không thay đổi các bạn nhé, gần như không thay đổi. Còn bạn nào mà muốn biết nhiều hơn thì các bạn cứ inbox Zalo mình tư vấn nhé, mình sẽ tư vấn cho các bạn những cái bộ sáo phù hợp với cái diều của các bạn, được chưa? Đó. Và nếu mà học sinh mà nhỏ tuổi ấy, khoảng mà các bạn cũng có nhiều đam mê theo đuổi ấy, thì khoảng cấp 1 hoặc là cấp 2 thì mình cũng sẽ có khuyến mại về giá lại cho các bạn nhé. Đó. Ok thì các bạn nếu mà các bạn có nhu cầu đặt sáo thì cứ liên hệ với Hanh. Ok, đặt niềm tin ở Hanh thì Hanh sẽ trao trả lại các bạn về cái chất lượng. Và sản phẩm của Hanh thì vẫn được bảo hành 3 tháng các bạn nhé. Bảo hành âm 3 tháng. Tại cho các bạn chơi có vấn đề gì về âm thì các bạn cứ liên hệ báo với mình thì mình sẽ bảo hành lại cho các bạn nhé. Còn cái chi phí bảo hành thì bên nào gửi thì bên đấy sẽ chịu, ok chưa? Để cho nó thoải mái, vậy các bạn gửi cho mình như bạn trả ship, còn mình gửi đi cho các bạn thì mình cũng sẽ trả ship cho các bạn nhé. Ok, như vậy thôi, video ở đầu năm thì mình cũng xin gửi lời chúc tới các bạn và cũng nói qua về một chút về cái khuyến mại đầu năm cho các bạn nhé. Như vậy thôi, còn bạn nào mà có muốn đặt sáo thì cứ liên hệ với Hanh nhé. Và hiện tại Hanh đã mở hàng, hôm nay là mùng 4 Tết thì Hanh đã mở hàng rồi, bắt đầu làm trả cho các bạn rồi. Đấy, cũng có khá nhiều bạn cũng đã liên hệ đặt hàng, còn bạn nào muốn đặt thì cứ liên hệ inbox Zalo mình nhé để mình sắp xếp đơn các bạn nhé. Rồi ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.